AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFKOI. Và hôm nay 63 sẽ giới thiệu anh em một con game nhảy vai nhàn rỗi có tên gọi là Super Arrow Online. Con game này đã ra mắt ở trên Google Play App Store. Và bây giờ chúng ta cùng nhau vào game và khám phá con Super Arrow Online này nha. Mình sẽ đăng nhập. Rồi, sau khi mình đăng nhập thì các bạn để thấy là mình sẽ có vào game nha. Để xem game này chơi nhau. Game một con game màn hình dọc anh em ạ. Như tên gọi của game này thì các bạn sẽ vào vai một cung thủ. Đấy, các bạn này tạo hình nhân vật này. Để xem trước tạo hình nhân vật lúc mà có trang bị vào nhìn khá là ngầu. Rồi đây các bạn có thể xem tạo trước là kiểu tóc nha, rồi khuôn mặt, nói chung là cái này thì nó cũng khá cơ bản thôi, cũng không quá quan trọng lắm đâu. Đấy, các bạn để cái này game này chỉ có nhân vật nam thôi anh em ạ. Rồi nó sẽ bắt đầu, tức là game này thì các bạn sẽ có nhân vật nam thôi. Đây, các bạn sẽ có một con game có đồ họa 2.5D. Đại loại thì trái đất đang bị xâm chiếm bởi những con quái vật và các bạn sẽ vào vai một vị anh hùng tiêu diệt chống lại quái vật. Đơn giản cốt truyện là như vậy, sẽ bỏ qua phần cốt truyện này đi. Chúng ta sẽ đến với một nhân vật huyền thoại sử dụng cung và nỏ để chiến đấu. Đấy, con đường duy nhất để có thể săn quái vật đó là của sao huyện gì ta? Đây rồi, nó hơi lag một tí anh em ạ. Đại loại thì con game nhà vai nhàn rỗi, nhân vật nó tự động chiến đấu, anh em sẽ chủ yếu đi nâng cấp nhân vật thôi. Chúng ta sẽ đến với phần đây, bảng nhiệm vụ này, hoàn thành nhiệm vụ các bạn để nâng cấp các cái chỉ số cho nhân vật như kiểu tấn công, vật lý, tấn công phép, máu, rồi hồi máu các kiểu. Đây, bây giờ mình cứ làm theo hướng dẫn của game nhá. Thì chúng ta sẽ đi nâng cấp và kết hợp đi làm nhiệm vụ để có kim cương. Kim cương này sau chắc chắn là sẽ có phần gacha rồi. Cái này bạn nào mà chơi chơi những con game mà nhập vai rảnh tay chắc là không quá xa lạ. Đây, mình sẽ dùng vàng để nâng cấp các chỉ số này. Tỷ lệ bạo kích này, các kiểu. Đấy, nhân vật thì khi mà nhân vật lên cấp thì các bạn sẽ có điểm tiềm năng, thì các bạn cũng có thể cộng chỉ số, bao gồm là tấn công vật lý, tấn công phép. Đấy, máu cũng tương tự luôn. Lưu ý nhá, nó có những cái phần như này, upgrade này, nâng cấp chỉ số này, ability này. Sau này có thêm phần chance này nữa. Đấy, nâng level này. Rồi, đó các bạn thấy không? Chúng ta sẽ nâng level lên. Nhân vật tự động chiến đấu anh không phải làm gì cả. Rồi, chúng ta sẽ đến phần skill. Đấy, kỹ năng của nhân vật. Chúng ta sẽ có kỹ năng chính và kỹ năng phụ. Và bây giờ mình sẽ lắp kỹ năng chính này. Đó, lắp vào. Chúng ta sẽ có rất là nhiều kỹ năng ở đây. Để các bạn để lắp. Tổng cộng là 6 kỹ năng cơ. Và đây là kỹ năng phụ này. Nó sẽ bổ trợ cho kỹ năng chính đúng không? Ồ, đúng rồi. Nó như kiểu kỹ năng bị động hỗ trợ ấy mọi người ạ. Đấy, nó sẽ bổ trợ cho kỹ năng chính. Đấy. À, như vậy là chỉ có 2 kỹ năng này đúng không? Mình chưa hiểu lắm. Nó không phải là kỹ năng bị động đâu. Từ từ đã. Rồi, tôi tự đọc còn hơn là xem cái phần hướng dẫn này. Đây, có kỹ năng chính nhá. Đấy, các bạn có kỹ năng chính. À, mình để lắp vào. Kỹ năng chính thì nó sẽ lắp. Tức là nó có ô kỹ năng chính và ô kỹ năng phụ. Đấy, kỹ năng phụ này này. Ồ, nó là kỹ năng bị động đấy mọi người ạ. Mình thấy là nó sẽ cộng thêm các chỉ số cho kỹ năng chính thôi. Ồ, như vậy đấy. Kỹ năng thì nó sẽ chia các thuộc tính là kỹ năng vật lý này, kỹ năng phép bao gồm là lửa này, băng này, sét này, ánh sáng này, bóng tối này và arcane. Đấy. Rồi tiếp tục nha. Game này cũng chính dạng có nhiều cái tính năng để phải tìm hiểu phết đấy. Nâng cấp nhá. Nâng lên level này. Đấy, đủ tài nguyên các bạn nâng level thôi cho nhân vật của mình. Thì sẽ có điểm tiềm năng, ability để bạn nâng cấp. Đấy, rồi lại nâng cấp các chỉ số tiếp để mình xem con game này có tiếng Việt không. Chắc là không có tiếng Việt đâu. Cài đặt setting config này. Mình sẽ xem phần language chúng ta. Đáng tiếc là không có tiếng Việt em ạ. Nên các bạn sẽ cần đọc hiểu một chút nhé. Vì game này mình thấy là khá nhiều tính năng. Đây, quà ở trong hòm thư này. Rồi các cái quà nhiệm vụ. Đấy, sau này có phần shop này em bạn thấy không? Chúng ta sẽ summon. Chắc chắn là sẽ có tính năng triệu hồi nhá. Nó sẽ triệu hồi trang bị. Đây, bao gồm các loại cung này. Cung thì nó sẽ chia phẩm chất ra thôi. Đấy. 1 sao, 2 sao, 3 sao, các thứ. Mắc là 2, 4, 6, 7 sao. Là đồ mythical, là đồ màu đỏ, đồ cao nhất này. Đồ màu cam là legendary, tím, hero, rare là xanh dương, xanh lam, xanh lá và đồ trắng. Đấy, sau này các triệu hồi lên. Bao gồm là bow này, arrow là cung này. Đấy, cung và nỏ. Cung và tên. Bow là cung, arrow là tên. Cái bầu đựng tên ấy, nhẫn này và pedal.
Đấy, đây các cái phần trang bị. Ui cái gì này? Bắn ra ghê vậy. Ui. Bắn ra nhành này này cái gì ra ghê vậy ta? Thật ra con game này thì nó khá dễ hiểu ấy, cũng không có gì phức tạp cả. Đấy, lắp vào đây. Đó, bổ. Ví dụ như là kỹ năng Firebomb này là mình là kỹ năng chính thì mình sẽ lắp cái sub skill là Fire Magic Projective này bổ trợ cho kỹ năng chính. Đấy, cái tác dụng của kỹ năng phụ đó là bổ trợ cho kỹ năng chính của bạn. Đấy, giờ mình mới hiểu. Rồi các bạn hãy nâng cấp lên nhé. Bấm vào các bạn hãy nâng cấp lên này. Đấy, nâng cấp kỹ năng lên. Rồi, lại tiếp tục nâng cấp các chỉ số cho nhân vật của mình nhá. Rồi, nâng level này. Đấy, kết hợp với việc là các bạn làm nhiệm vụ cho mình. Đấy, anh em thể kết hợp với làm việc làm nhiệm vụ để lấy kim cương. Tích kim cương sau này còn quay đồ. Level up. Mà các bạn muốn nhanh thì các bạn thể chọn là nâng cấp 10 lần một. Đây, chọn 10 lần một này. Đấy, cho nó nhanh. Đỡ tốn thời gian. Rồi, lại tiếp tục quái vật. Đó, nói chung là về cơ bản thì cách chơi của con game này nó không có gì phức tạp cả. Nhưng mà mình thấy là đồ họa cũng khá là hay ho. Theo kiểu style hoạt hình ấy. Đồ họa 2.5D. Để nghịch thêm một tí xem có gì không nhá. Còn về cơ bản mình nghĩ là các bạn cũng nắm được lối chơi của con game này rồi. Nó cũng không quá phức tạp. À, chúng ta unlock cửa ải số 2 này. Đó, các bạn lên ải càng cao thì các bạn treo máy cận hưởng càng nhiều thôi. Các bạn sẽ phải biết một tí tiếng Anh để có thể chơi được con game này. Rồi, đấy. Đây, đây là ký danh hàng ngày nhận quà này. Đấy, các bạn thấy không? Mình cứ kết hợp với việc là treo máy. Quái vật rất là nhiều nha. Đấy, treo máy rồi các thứ nâng cấp. Đây, mình có thể triệu hồi, mình sẽ triệu hồi bầu thử này. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ ngẫu nhiên ra. Các bạn, cái này bạn nào mà chơi game nhập vai nhàn rỗi chắc là nhiều là biết rồi. Cái này cũng không quá xa lạ. Đó. Rồi, sau mà khi có vũ khí thì mình có thể cấp thấp thì mình có thể ghép vào này. Ấn nút nào để ghép ta? Đây, ấn merge nên nó tự merge lại với nhau. Và mình sẽ sử dụng những cái vũ khí cấp cao hơn, cấp xịn hơn. Nó cũng ngẫu nhiên phết đấy anh em ạ. Đây. Ghép vào này nhỉ. Đấy, ưu tiên là những cái vũ khí mà có phẩm chất xịn hơn nhá. Thì mình sẽ lắp vào. Đấy, nó là phải quay rất là nhiều. Game nó tập trung nhiều vào việc các bạn phát triển nhân vật mà. Nên các bạn sẽ phải nâng cấp rất là nhiều. Kỹ năng này, kỹ năng chính mình mở khóa được cái nào chưa? Chưa có thêm anh ạ. Chưa đủ nguyên liệu. Đây, kỹ năng nó chia ra các hệ như mình đã nói ạ. Kỹ năng chính này. À đây, mở khóa này mình sẽ học này. Ủa, chưa được học được anh em ạ. Chưa đủ cấp để học. Đấy, rất là nhiều kỹ năng luôn. Kỹ năng phụ các kiểu này. Cái phần kỹ năng của con game Super Hero Online này mình thấy hay nhá. Nó rất là đa dạng luôn. Rất là nhiều cách để mọi người kết hợp. Rồi, nâng level cho nhân vật. Đấy. Chỉ có nâng cấp nhân vật thôi. Game đúng là kiểu dạng game rảnh tay. Bạn nào chơi game rảnh tay nhiều chắc là biết rồi. Rồi, mình có thể nâng cấp vũ khí lên. Đấy. Đây, mình để quay quay các cái đồ nhá, quay hết một lượt đi. Đây là quay mũi tên này. Rồi quay cái đựng, mình không biết cái gọi chính xác là gì. Rồi triệu hồi nhẫn này. Đó, rồi các bạn thể lắp vào cho nhân vật của mình. Ấn, nó tự ghép hết này. Cái này nó xịn hơn, lắp vào. Đấy. Cái này tương tự luôn, ghép và lắp vào sử dụng. Cũng như các bạn thể nâng cấp lên. Nhẫn này cũng ghép vào này. Lắp. Đấy, các bạn sẽ phải triệu hồi trang bị rất là nhiều. Mục tiêu là những cái trang bị cấp cao này này. Đấy, các bạn để đánh giá game nhé. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đi nâng cấp nhân vật. Đấy, nó chơi rất đơn giản là bình như vậy thôi. Rất là dễ hiểu. Nâng cấp rất là nhiều chỉ số ở đây anh em ạ. Mình sẽ tập trung vào các chỉ số như kiểu là EXP rồi Gold Drop này. Đấy, cứ lên cấp thì các bạn sẽ có điểm tiềm năng này các bạn phân phối cho nhân vật của mình. Đấy, nâng pháp 100 lần nó nhanh. Đây là chúng ta nhận thưởng cái này như kiểu Battle Pass đấy anh em ạ. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ
À đây mình có thêm kỹ năng mới này. Đây rồi. Và chúng ta sẽ lắp vào. Đấy, ngoài ra thì có kỹ năng phụ. Xem cái nào mở khóa không? À chưa mở nên mình có thể nâng cấp lên. À đây kỹ năng phụ này. Chúng ta sẽ học kỹ năng phụ nhá. Mở khóa. Mở khóa và chúng ta sẽ lắp vào. Đây. Lắp thêm cái này vào. Equip. Đấy, lắp vào. Kỹ năng chính thuộc tính gì thì các bạn lắp kỹ năng phụ tương ứng thuộc tính đấy cho mình. Đơn giản là vậy thôi. Game cũng rất là dễ hiểu. Đấy, nâng cấp các chỉ số lên. Nói chung là về cơ bản thì là con Super Arrow Online này là một con game nhà vai nhàn rỗi. Thì bạn nào quan tâm thì có thể tải và nghịch thử nhá. Game đã ra mắt trên cả iOS lẫn Android. Cảm ơn em đã theo dõi bên này của Sói Bạc. Thú vị đừng quên like, share, chia sẻ như là subscribe cho kênh AppCobi. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, community game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?